Thánh giáo ngày 13 tháng 10, Đinh Mùi 1967 của Đức Lý Đại Tiên Giáng Cơ, tiên tri về cuộc đại khảo. Đức Lý Thái Bạch: Cơ đạo ngày nay sắp đến ngày quyết liệt, cả thải nam nữ phải để tâm cho lắm, cầu nguyện thầy và các đấng ban ơn lành cho mới giữ vững đức tin trong kỳ đại khảo này. Chư đạo hữu phải giữ trai giới cho được 10 ngày đổ lên, y như tân lực, thì mới mong sống sót. Trận đại họa này không riêng cho thánh địa tại Việt Nam quốc, mà chung cho cả địa cầu. Thảm, thảm, thảm. Hạ nguân là nguân mạc kiếp, nguân điêu tàn. Phải hiểu lý đạo ẩn tàng trong hai chữ hạ nguân. Hạ là dưới thấp, sau cùng là chữ hạ gồm ý nghĩa tệ, suy tàn, hoại là diệt chủng đó. Hạ nguân là nguân tiêu diệt. Vậy chư đạo hữu cố tâm tìm hiểu những lời dạy dỗ tiên tri của thầy và lão cùng các đấng đã giảng dạy từ ngày khai đạo tới giờ. Những lời tiên tri đó, ngày giờ sẽ tới, sẽ ứng hiện từ từ. Nạn tiêu diệt đã tới, họa, thảm. Cả thế giới ngày nay còn trong vòng mê mệt, cả vinh hoa phù phiếm trong đạo trở lại chuộng hư danh, lấy thế làm cứu cánh nên mới bày ra trò mỹ sanh chúng. Ôi, tu hành hay không là nhờ tâm đạo, chân tâm, chân tánh thầy ban cho, không lo trao luyện lại ham lợi, chác quyền, mến phẩm tước, đến đổi làm nhẹ thể thánh danh thầy. Nạn cân đai áo mạo, đời cũng như đạo, đang là trường mộng ảo, gạt người xa lần cội phước, là cái nguyên thủy chân tâm. Thầy hằng thương con dạy mới mở đạo kỳ ba, mà vớt chúng sanh hại thai thảm thai, đám sinh linh vẫn ngơ ngơ ngạch ngạnh, dám đem tên tuổi đạo thầy mà đổi chác lợi quyền. Họa, họa, thảm, thảm. Ôi, lão vì lòng từ bi giáng dạy khuyên răn đủ lẽ, mà chúng sanh vẫn còn mê muội theo đạo mà chẳng tầm lý đạo, lại chuộng hư danh, nên đạo thầy mới ra nông nổi. Ngày giờ nhặt thúc, buổi hạ nguyên cận kề cái chết, tâm thần mê mệt thì làm sao khai khiếu linh quang được, mà mong sống sót. Ôi, đời đạo phải chịu nạn tai, khổ, khổ, khổ. Nhân sanh nào hay biết, cả một đám lố nhố, lao nhau ham vui thích lạ, nào hay đâu họa sầu đeo đẳng bên lưng. Bước đạo đã ngập ngừng, cánh hồng toan trở bước. Đại khảo, 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 thăng. Trước nhất là niềm đau chung, nhân loại mười phần còn lại có một. Đây là lời tiên tri của các đấng, báo cho nhân loại biết rằng, trong thời kỳ cùng cuối này đây, nhân loại trong mười người chỉ còn lại một mà thôi. Qua các tài liệu các đấng thiêng liêng đã báo cho nhân loại biết từ lâu. Nhân vật mười phần hao tám chín, thần tiên thấy vậy cũng châu mài. Hay là câu mà nhân gian đều biết và cùng truyền tụng: mười phần chết bảy còn ba, hết hai còn một mới ra thái bình. Lời tiên tri của Đức Lý Giáo Tông. Đức Hộ Pháp kể lại rằng, đến ngày 14 tháng 11 năm Đinh Mão, Đức Lý Giáo Tông mới giáng cơ, thì xem hình như ngài có đại nộ, mà chẳng hiểu ngài giận việc chi, ngài mới cho một bài thánh giáo như vậy. Hỷ chư đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh, hảo hội hiệp. Thảm cho nhân loại, khổ cho nhân loại, đời quá dữ, tội tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão vì thương yêu nhân sanh, hội mười ngày nơi Bạch Ngọc Kinh, cải cho qua nạn nhân loại, nhưng lực thiên đình chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, đến buổi bệnh chứng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mài, nhưng ôm lòng ráng chịu, lại lục khẩn cầu. Chư đạo hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo, như trẻ không hồn, thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ nhen đã nặng danh thánh địa là nước Nam này, mà lão xin không đặng tội cho thành Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, Huế, Hải Phòng, Hà Nội. Thảm, thảm, thảm. Đây là lời tiên tri đã trải qua 20 năm trường,
Đến ngày nay kết quả vẹn toàn trước mắt nhân sanh đều thấy rõ. Đức Ly Giáo Tông, ngài định phạt Đức Quyền Giáo Tông năm hương, Hộ Pháp năm hương, ông Phối Sư Bính năm hương. Xét kỹ ra là Đức ngài giận ai, chớ chẳng phải giận anh em tôi đâu. Tiếc thay cho nhân sanh, chớ chi trong thời đại đạo hoằng khai mà để tâm tín ngưỡng, chung thờ một tôn giáo, trọn giữ theo lực pháp của đạo, lo trau dồi đức hạnh, làm phải làm lành, liên lạc thương yêu, thuận hòa cùng chung, thì nay đâu có lâm nạn đau binh như thế. Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp quyển 1. Cũng có câu tiên tri rằng: Hà Nội Hải Phòng xa biển mạc, Sài Gòn chợ lớn nát như tương. Tiếng trống giác mê. Đời hỗn độn bởi nên thú người dường thể lộn, cuộc thế tàn chốn chốn rối vò tơ. Trước không lo đào bến với đắp bờ, cơn sóng gió thuyền giật giờ không nơi dựa. Đời mạt kiếp nhắm xem sơn thủy trời càng chan chứa, nhìn cỏ cây đồng xào úa dường như lụy ứa cõi mộng trường. Cõi thế tàn nóng tở như lửa than, đời cùng cuối cháo chan dường tuyết lạnh. Phá giấc mê người còn đang vũ dự, vẹt ngút mù đà lố chữ bác ái với từ bi. Mở trí cuồng cho người thông suốt tánh lương tri, lo kinh kệ cho kịp kỳ thầy mở hội. Lời châu ngọc Phật tiên dạy lóng nghe mà tự hối, tiếng đá vàng phân gốc cội đã rành rành. Khuyên trong đời nên liên kết mối nhiệt thành, đừng mê vật chất mà rắp ranh toan kế hại. Nghĩa nhân thế đều đứng trong vòng nhân loại, mến yêu nhau mới phải đạo làm người. Cuộc bể dâu sao rõ biết cơ trời, đường huỳnh đạo sẵn mời kêu khách lạc. Thương hoàn cảnh mộng trường mà than thở, xót dạ vàng nên phải tỏ khuyên đời. Thả chiếc thuyền bát nhã cứu kẻ đắm trần vơi, ra sức vớt kẻ còn hụp bơi nơi biển khổ. Nghe tiếng chuông cứu thế, đánh tỉnh giấc hồng mà rõ đạo trời tạo dựng. Nếm thuốc thần đặng lòng vẫn cho hết chứng mơ hồ, buổi cuối cùng đà muốn khuất bóng vừng ô. Đời mạt kiếp cõi cơ đồ tan rã, này nguyên nhân nghe lời khuyên mà chạm xương ghi dạ. Tiếng ngọc châu lời đã rạch đề, kết đại đồng toan sửa cảnh ủ ê. Đừng thay đổi mà phai lạc, khó lần theo đường dê cùng dấu thỏ. Trải xương tiếc độ đời nại chi nhọc khó, sửa thế tàn cho đặng rõ là đạo vô vi. Chốn trần gian cay đắng khổ truân, miền phàm tục tưng bừng không ra đạo đức. Cõi thế giới không đạo trời một ngày kia phải tiệt dứt, khuyên cấp cả hoàn cầu thế giới, đứng trong trần người người phải có lý chánh đại quang minh. Đạo đời đừng xa phải thể bóng giới hình, đời không đạo luân lý phải nghiêng chinh. Luật công bình tánh khuynh siêu độ, đời nương đạo đặng thuần phong gặp ân võ lộ. Thế hòa bình người khỏi hổ với lương tâm, buổi thế say tiếc bủa xa dầm, đời cùng cuối kẻ lạc lầm. Ráng lóng nghe rõ giọng phù trầm đờn cứu khổ, khuyên khắp cả thế gian nhân loại. Sĩ nông công thương đều thải vùng vẫy trên mặt địa cầu, lấy tinh thần mà suy nghiệm lý cơ màu. Dùng trí huệ vẹt cho sâu mới rõ tiếng ngọc châu lời vàng đá. Thấy cảnh điêu tàn kẻ châu rơi người giọt lệ, lời thần tiên dạy chẳng nệ, cứu người cho qua khỏi bể hồng trần. Đời cuối cùng trời đất xây vần, cuộc thế mạng hỏi nguyên nhân tỉnh mộng lần. Ráng ăn cần tu phước đức, cơ tạo hóa từng hồn lực thiên nhiên đã định. Cuối tam nguyên quy tam giáo chấn chỉnh lý chân truyền, dạy nhân sanh trở lại đức hiền. Đời mỹ tục rất nhường yên trong thế giới, chiếu nhật nguyệt quang đồng cho nhân loại. Thế hòa bình đức hải hà ơn trên, mở chân truyền người ung đúc. Trí huệ tăng lên, gieo giống tốt lập cao nền đại đạo. Cảnh trời dương ánh vàng đà chói rựng, đạo sửa đời rất cảm ứng thần linh. Dạy nhân sanh kiến tánh tâm minh,
sự thế cuộc đặng an bình nhân loại. Đờn khải ngộ tiếng kêu xa, tỉnh thức người quầy bước lần mà trở lại. Trống giác mê đổ mãi khai đường chánh đại quang minh, khuyên trong thế giới người khá lo tròn đạo đức. Cảnh thanh nhàn đà sẵn chực kề đưa, đại đạo khai tua khá lập chí thượng thừa. Tam kỳ phổ độ chực đưa người tròn nhân, cùng vẹn đức